Cái này là con tầm đang ăn lá dầu. Ôi trời ơi, sao mà thấy ghê quá. Nhiều người có em bị sợ mấy con động vật giống vậy. Đó, trụ lũi ăn hết trơn rồi, chả còn bao nhiêu lá hết. Đây có một con đang ăn đây. Trời ơi, sao mà ghê thế không biết. Đây là những cái kén đã bị hỏng do ngày nó đã được lỗ ra rồi. Đây nè. Ôi, có mấy con nó bị chết hay gì rồi. Này nó chết rồi hay là nó đang bò ra. Mấy con này nó không chết, chết rồi. Mình đi nhà máy hả cô?